Chào các bác. Hôm nay các bác nào đi đền Hồng Ngọn. Hôm nay giỗ tổ Hồng Vương này, mưa gió kinh khủng. Từ sáng sớm đến bây giờ. Phiên chợ hôm nay cũng có phiên chợ ở Vạn Phúc ấy, nhưng mà em có ra tí nhưng mà không quay phim được vì là mưa kinh khủng, mưa tầm tã, rất là vắng. Ông Nhạn hôm nay ông có mang cái cây, cũng có mang cái cây cái xi hoành tráng ra nhưng mà mấy chục triệu nhưng mà không quay được, rất là mưa. Thì tầm 11:30 em mới ra, thì vừa cạp được cái con ổi này về. Đấy, ổi ta rất bề thế. Lúc đầu nó còn cắm giả mấy quả đây này, thế là chơi giả nhưng mà mình biết. Đấy, nhưng mà họ bán kệ vì là ổi nó già chắc chắn có quả rồi, tội gì phải cắm vào. Đấy, nhưng mà họ vẫn cứ cắm vào nhìn cho nó hấp dẫn, bán cho lừa cho nhà giàu. Hoa rất là nhiều đây rồi. Đấy, thấy cái cốt nó khá hay, bệ nó rất là kinh khủng. Thì em vừa trồng nó lên đây rồi, cho ngay vào cái chậu hoành tráng này. Đấy, cây không biết có tương xứng với chậu không, nhưng mà sẵn cái chậu này nó vừa. Lúc đầu cái cây rễ này trải dài kín ở đây, cắt bỏ thì mới vừa. Đó, mưa quá. Dự kiến là làm một cây trực hoành hoặc là trực huyền quá. Trực hoành giống cái cây 200 triệu mà. Đấy, em mới quay một vừa rồi đây. Thì dáng dấp như thế thôi, tất nhiên mình không đọ lại được nhưng mà cơ bản là sẽ làm như thế. Bệ của nó thì rất là kinh khủng đấy các bạn. Không phải là nhỏ đâu nha. Rất là nặng, to, một gang tay nha. Đây là cái thân rồi, dưới này to hơn nhiều. Từ trải từ đường miệng chỗ này đến sang bên chỗ này. Em đắp cái đất vào thôi, chưa để lộ bệ. Đấy. Cơ bản là sẽ làm trực hoành. Đang để chậu như này là trực hoành, cái bệ nó dựng lên thì nó hơi bị chổng lên, những cái rễ to cái nó chổng lên thì nó không phù hợp lắm. Bệ để nguyên này thì để làm trực hoành hoặc là nuôi một cái con kia thì nó lâu hơn, giật xuống thì là huyền. Nhưng mà hoành hay là huyền thì cũng sẽ cắt bỏ cái cổ kia và đục bỏ cái miếng kia, đục thêm cái tí ở đây thì cái sẹo này đây thì sẹo người ta cắt lâu. Đấy. Cái này sẽ đục đi. Giật một cái ngọn ở đây, tuy nhiên là chỗ này thì thu ngắn lại. Nếu mà dựng ngược nó về phía này này thì cái này cũng vẫn chấp nhận được, nhưng mà nó hơi cứng này thì đấy. Sẽ cắt đi không? Đây này. Em thử lấy cái đục một cái thì nó bung ra đây. Đã mà có lũa mà có thuốc bôi sẹo thì đẹp lắm. Đấy. Nói chung là một cốt khá là ok. Cái ngọn của con thân trực này nó đang bị lệch một tí. Cắt ngắn ở đây thì chờ một cái mầm ở đây thì khá là lâu. Không cắt thì cũng chơi được nhưng mà nó không ok lắm. Vâng. Nói chung là vẫn là cái phôi. Mua về để phá mà. Chứ nhất là mua về để phá được. Đấy, các bác nha. Đấy, chậu đẹp nha. Chậu đẹp luôn rồi. Yêu ái nhất ông này. Yêu ái nhất ông này. Bây giờ là tỉa sơ lá tí cho nó sạch sẽ, các bác dễ nhìn nha các bác nha. Thank you.
Đấy, sơ sơ sạch sẽ như thế các bác. Bây giờ các bác xem qua một lượt nhé, xem là sau này em làm thế này nó có ok không nhé, cũng là góp ý luôn sau khi tỉa lá nó như nào các bác nhé. Đó. Cái vệ của nó thì sau nó khá khá rồi thì em que các bác, bây giờ che lại này, thì nó cũng bẩn không muốn bới ra. Đấy các bác. Đó. To chưa? To, rất to. Rất to. Đấy, cái cành này đang bị cứng, bị lệch, lệch tầm. Lệch lệch, trục lệch tầm, lệch trục trục. Để xoay vào cái này thì cũng được, nhưng mà hơi vẫn hơi cao. Đấy. Tí nữa suy nghĩ một tí. Đấy, rất hay. Cốt đồ rất hay. Rất hay. Và rất lùn rất ngắn. Ok chưa? Đấy, tính là cắt ngắn cái khẩu này đi, cắt ngắn khẩu này đi, khẩu kia cắt thấp xuống để giật một cái hai cái mầm, một cái năm ngọn một cái để hồi hồi về gốc cho nó cân cây. Đó. Cành này sẽ xử lý có thể bỏ đi nên chọc vào mắt ngắn lại chứ không bỏ đi mà ngắn lại để cho nó chờ chiều này. Đó. Thế thì vừa nãy này, chỗ này một chỗ này, chỗ kia là cắm ba cái quả vào cái đoạn đóng keo 52 ở đây, vẫn còn việc keo 52 đấy, toát cả quả này. Vật vứt đi lâu rồi đó, là làm là lừa đảo đấy, cũng chẳng lừa đảo mà nhìn cho nó bắt mắt thôi, được giá hơn chứ cây này dài quả các bạn. Đi mua để ý quá nhé, nay quyết định không mua cái gì đâu nhưng mà quá là máu quá lại mua khổ thế. Rồi bây giờ tiến hành nha, tính toán này cắt tỉa đó nha. Thank you.
tí em quay bác xem hai cái sẹo cực kỳ hay. Rất may mắn là cái chỗ là cái lúc mà mình đục này thì nó là mục rồi, và nó sâu tận dưới, sâu tận dưới thân, kinh khủng lắm, rất đẹp. Chứ không mà nó cứng là không làm được. Đục mình có mỗi cái đục không làm được. Đấy, rất may. Giờ cắt bỏ cái thằng cổ kia, cắt cái cổ thằng kia đi, cắt cổ. Chính ra mà có sơn các bác, là mẹ cái thân ấy là thân lũa, lũa một đường lên, đấy, lũa một đường lên. Nhưng mà thôi không có, không cần, không cần. Thì mình có cái keo muối, keo liền sẹo bảo vệ vết thương của thường dùng bình dân thì dùng Mỹ Tiến các bác cũng được, họ Mỹ Tiến ấy. Đấy, thì sắp tới phải đầu tư mít mình làm ẩu quá, chả có thuốc thang, chả có cái đồ dùng gì nó ngon lành cả, cứ làm ào ào thôi các bác. Chắc em làm cây là ẩu nhất trong các loại ẩu đó. Cứng lắm, chưa chơi được. Cứng lắm. Chưa được, vẫn chưa được. Đi vào hay quá, quá hay. Bấm rất cứng mà đục đi. Tuyệt vời. Cảm ơn ông anh đã bán em cái đổi này. Còn giá không phải là mềm nữa. Đúng như mong muốn. Sẹo này đã được xử lý. Bẩn mít lại sẹo đây. Đấy, quá hay các bạn. Sẹo làm được hết rồi. Nhìn thì rất cứng nhưng mà làm được. Đấy, cái này thì không quan trọng, có thể làm sao cũng được. Đấy, à, cái ổ này nói các bác là mua của ông thằng cha mà nó quy, nó bán hết tới trên cái ổ của mình ấy. Trước là hứa nó bán cho mình mà nó lại bán cho ông khác ấy. Đấy, thì nay lại mua thằng cha đấy.
đấy, tạm thời là được một cái sẹo nữa. Còn các bác mà muốn giữ nguyên thành quả của những cái sẹo mà bác đục này thì các bác mua sơn gỗ phải sơn nhá, để bảo vệ cái vết nó đỡ mục. Còn em thì thích nó để tự nhiên, cứ mục sâu vào tự nhiên thì sau nó có thế nó mục vào, tất nhiên nó không chết được cây đâu mà đâu. Thử cái này xem. Được. Quá hay. Ôi, quá mi man. Mình đục tạm thời như thế, rồi cắt đi đã. Không có bác xem đục sốt ruột. Sau anh còn đục nữa cơ, nhưng mà bây giờ sơ sơ thì bác xem như thế. Bây giờ cắt phát kia, đang máu.
Rồi dân. Rồi dân. Cắt cho nó phá chỗ kia lên các bạn. Thank you.
tạm ổn rồi. Thì số chắc cũng vất vả, xong lúc xong thì trời đấy nắng, nắng đẹp. Nắng giáo, tạnh giáo đẹp. Đấy các bác. Tạnh giáo đẹp. Bây giờ để khoe các bác nhá. Khoe các bác con phôi ổi này. Ok không anh nhá. Đấy, chậu là ngon này này. Chậu ngon. Chậu nó cũng hợp đấy. Sau để cái đôn lên này. Cho cảnh này xả xuống. Tất nhiên cảnh này chưa phải là phương án cuối cùng mà để bẻ nó như thế thôi đã. Đấy. Đầu tiên là mấy cái sẹo nhé. Mấy cái hang. Bác nào cẩn thận thì quét sơn vào nhé. Quét sơn vào. Đấy. Dạch cho nó một đường xuống dưới cho nó đựng có động nước ở đây. Thì nó quét sơn. Đấy. Thì nó sẽ chảy đi nước đi nữa, không hỏng thân cây. Em sẽ làm sau việc đấy. Và em vừa mới bôi một ít vôi vào đây. Mình chưa có mua keo. Keo bôi vết lành vết thương. Mình bôi ít vôi hoặc là một số chỗ còn đắp xi măng lên, mục đích là để cho nó ôm cái vết thương lại, không bị nấm mốc, không bị nắng nó chiếu nó khô từ đây khô xuống, các bạn. Đấy, tất nhiên không tốt bằng keo liền sẹo, liền vết thương, nhưng mà nó là giải pháp thay thế khi mà mình không có cái gì để bôi, các bạn. Nó bôi đây, bôi. Đấy. Cũng được thôi, mình cũng hầm hố đi. Hầm hố. Hầm hố. Đó, hầm hố. Một cái ngọn cắt đi đây. Còn nguyên cái hoa này. Nguyên cái hoa ở đây. Đấy. Được không các bác? Vừa dọn dẹp sơ bỏ cái lá ấy. Được các bác nhỉ? Tương lai đấy. Tương lai và cái bệ của nó cực kỳ ghê gớm. Cái đoạn thân này của nó rất là hợp lý. Kể cả có cắt hay không thì cái đoạn thân của nó cũng khá ok. Nó ngắn, rất thích hợp làm bonsai. Đấy. Cái sẹo hàng rất sâu. Hàng rất sâu. Đây có một cái sẹo nữa, sắp liền rồi, sẹo này nữa. Đó. Cảm ơn các bác nha, chúc mừng ngày giỗ tổ của cả nước các bác nha. Coi như ăn mừng một cái ổi. Xin chào các bác.